Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục dự đoán cùng thể thao văn hóa. Chúng ta hãy cùng đến với vòng đấu thứ 22 La Liga trận đấu giữa câu lạc bộ Real Betis và câu lạc bộ Barcelona. Betis trở lại La Liga với một thất bại trước Bin Bao ở tứ kết cúp nhà vua. Trận thua đã chặn đứng chuỗi chiến thắng ấn tượng của đội bóng xứ Andalusia. Trong khi đó Barcelona với chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp trên mọi mặt trận đang có sự trở lại cực kỳ mạnh mẽ. Hiện Messi và đồng đội đã vượt lên vị trí thứ hai ở La Liga với 40 điểm, cách đội đầu bảng Atletico Madrid đúng 10 điểm. Khoảng cách không hẳn là quá lớn khi giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha mùa này vẫn còn tới 18 vòng đấu nữa. Đó cũng là lý do khiến cuộc đối đầu giữa Betis và Barca ở vòng 22 này trở nên nóng bỏng hơn khi mà cả hai đều muốn có 3 điểm để duy trì các mục tiêu của mình. Với đội chủ nhà Betis là có mặt ở trong nhóm tham dự Europa League, còn Barcelona là duy trì khoảng cách điểm số với Atletico Madrid. Chấn thương đã khiến Betis không có được sự phục vụ của những trụ cột như là Batra, Camarasa, Lainez và Martin. Nhưng với những người còn lại trong đội hình đang có phong độ khá cao như là Canales hay Fekir, đội bóng xứ Andalusia có thể hy vọng kiếm điểm từ Barcelona. Với đội khách vừa trở lại sau chấn thương thì tiền vệ Sergio Roberto ngay lập tức lại tái phát và anh sẽ trở lại phòng điều trị cùng với các đồng đội khác như là Pique, Fati hay là Coutinho. Tuy nhiên cho đến thời điểm này, huấn luyện viên Quê Man cũng đang có trong tay những cầu thủ hay nhất cho chuyến làm khách khó khăn này, đặc biệt là hàng công với Messi, Griezmann hai chân sút đang có phong độ cao. Ngoài thất bại trước Bilbao, Betis đang có phong độ rất cao trong thời gian gần đây, nhưng Barcelona còn có phong độ ấn tượng hơn nhiều với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp. Còn nếu xét về thành tích đối đầu, Barcelona cũng vượt trội khi đã thắng đối thủ tuyệt đối ở 5 trận đấu gần nhất. Và như vậy thì tỷ lệ của trận đấu này Barcelona sẽ chấp Betis một hòa. Barcelona đang trở lại với vị thế vốn có của họ dù vẫn mắc sai lầm ở những thời điểm khác nhau nhưng đội bóng xứ Catalonia vẫn luôn biết cách giành chiến thắng. Đó chính là lý do và Messi và các đồng đội của anh xứng đáng nhận được niềm tin ở trận đấu này. Còn bây giờ sẽ là tỷ lệ tài xỉu. Tỷ lệ tài xỉu của trận này là 3-1 phần tư. Hàng phòng ngự của đội khách vẫn còn nhiều khiếm khuyết cần sửa chữa. Nhưng khi mà Messi, Griezmann hay Dembele đang có được cảm hứng ghi bàn cũng như đạt hiệu quả tối đa trong các pha dứt điểm thì Barca thường tạo ra những trận đấu có nhiều bàn thắng. Và trong các trận đấu với Betis gần đây thì hai đội đều ghi được rất nhiều bàn. Vì vậy người chơi có thể cân nhắc chọn tài ở trận đấu này. Dự đoán của chúng tôi ở trận này, Barca sẽ vượt qua Real Betis với tỷ số 3-2. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và tạm biệt.